Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV, hôm nay là ngày 16 tây tháng 4 năm 2014. Chúng tôi hiện nay đang có mặt ở Sài Gòn và bây giờ đang ngồi trong một quán cà phê Trung Nguyên nằm trên đường Đồng Khởi, góc Ngô Đức Kế. Hôm nay chúng tôi sẽ có một câu chuyện với doanh nhân Hùng Cửu Long mà nhiều người đã biết đến qua những cái phỏng vấn trên chương trình Phố Bô Sa TV về một vài vấn đề. Xin chào anh Hùng Cửu Long ạ. Xin chào quý vị khán giả kiều bào ở nước ngoài và đặc biệt là những khán giả yêu thương của Phố Bô Sa TV. Được biết tháng 4 này là sẽ có một chuyến đi do phía bên Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức để đi ra ngoài Trường Sa cho một số người, trong đó có cả một số Việt Kiều từ nước ngoài. Và được biết anh Hùng cũng có cái mong ước muốn tham gia cái chuyến đi này. Anh Hùng Cửu Long có thể cho biết vì sao anh có cái mong muốn đi Trường Sa và cụ thể là đi Trường Sa cái chuyến tháng 4 năm nay thưa anh? Cảm ơn anh. Xin kính chào quý vị khán giả xem đài. Thực sự ra thì không phải một mình tôi. Tôi là doanh nhân Hùng Cửu Long, nhưng mà tôi nghĩ rằng là 90 triệu người ở Việt Nam hoặc là hơn thế nữa, những người con, những kiều bào đang ở khắp mọi miền thế giới cũng đều có một ước mơ, một khát vọng và một suy nghĩ, một kế hoạch được đặt chân mình lên những mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là tôi nghĩ, và tôi cá nhân tôi thì tôi nghĩ là tôi thấy rằng là tôi là một doanh nhân, tôi cũng đi nhiều, tôi cũng có cơ hội được đặt chân lên nhiều những mảnh đất khác nhau, những vùng trời khác nhau. Nhưng Hoàng Sa và Trường Sa luôn nằm trong trái tim tôi. Và tôi nghĩ rằng tôi là người Việt Nam và tôi phải đến được, đặt chân cho tôi và khẳng định được tôi đã đến đó. Tôi đã có thể là hôn lên mảnh đất thiêng liêng đó, đặc biệt đó. Có thể là cuộc đời tôi một lần duy nhất có thể, hoặc có thể là không bao giờ. Nhưng mà rõ ràng trong trái tim tôi, trong máu thịt của tôi, nó mãi mãi là một cái tên, một vùng đất thiêng liêng, nằm trong tiềm thức, nằm trong ước mơ, nằm trong khát vọng là tôi phải đặt chân tới đó. Chỉ ít là thể hiện cái tình yêu thương của mình bằng hành động kết nối, chia sẻ. Thứ hai, nếu có điều kiện và cơ hội, tôi sẽ đóng góp một phần máu thịt của tôi, tài sức của tôi, trí tuệ của tôi, những gì tôi có cho vùng đất mà tôi yêu quý, tôi tự hào đó. Tại sao lại không? Đó là những cái tâm tư của doanh nhân Hùng Cửu Long liên quan tới chuyến đi Trường Sa nói riêng và liên quan tới vùng đất, quần đảo Trường Sa nói chung. Cách đây mấy tuần, Phố Bô Sa TV cũng đã có dịp phỏng vấn Hùng Cửu Long liên quan tới một sự kiện lúc ấy được nói tới rất nhiều. Đó là sự kiện liên quan tới diễn viên Nguyễn Chánh Tín và những cái dư luận xung quanh đó. Qua cái sự việc của diễn viên Nguyễn Chánh Tín cách đây mấy tuần rất lộn màu trên dư luận như vậy, bây giờ cái câu chuyện nó đã xong, Hùng Cửu Long có rút ra một cái kinh nghiệm gì qua cái sự việc này? Cách đây mấy tuần Hùng Cửu Long cũng đã có một cái chia sẻ nhỏ trên Phố Bô Sa TV, và hôm nay Bô Sa TV lại cho tôi có cái cơ hội được nói lên cái bài học của mình sau khi nhìn sự việc của anh Nguyễn Chánh Tín. Thực sự ra sự việc của anh Nguyễn Chánh Tín thì tới ngày hôm nay phải nói là chúc mừng tới anh ấy, vì anh ấy đã được ở trong ngôi nhà yêu quý của mình một thời gian nữa, và cũng được mọi người thể hiện lòng yêu quý của mình, và đặc biệt là kết quả đã nằm ngoài mong đợi của anh ấy. Về cá nhân tôi là một doanh nhân, một doanh gia, sau một sự việc thì tôi có một vài nhận xét như sau. Thứ nhất, một ý tưởng để mà vượt qua khủng hoảng của anh Nguyễn Chánh Tín trong cái thời điểm vừa qua rất là tốt. Và tôi nghĩ rằng là anh Tín và ekip của anh ấy là những anh chị em cán bộ, công nhân viên trong hãng phim của anh Tín đã tính toán, đã suy nghĩ rất là nhiều. Nghĩ rằng là mình có được những cái nền tảng và cơ sở vững chắc để nói lên cho những người hâm mộ, những người yêu quý Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Chánh Tín có thể yêu thương, ủng hộ và giúp đỡ. Và tôi nghĩ đây cũng là một cái điều kiện tốt để những người yêu thương, yêu quý những thần tượng của mình thể hiện tình cảm của mình bằng hành động, bằng lời nói, bằng cử chỉ và bằng vật chất. Nhưng rõ ràng qua câu chuyện vừa rồi thì
thông tin đưa ra rất là tốt, nhân vật rất là tốt, nhưng cái công cụ truyền thông lúc đầu tiên rất là tốt, nhưng mà sau đó một vài ngày thì rõ ràng là có một vấn đề là những người thần tượng, những người yêu quý, những fan hâm mộ của Nguyễn Thành Luân cách đây 3-40 năm, họ đã không còn đủ minh mẫn, không còn đủ lớn, trẻ tuổi, không còn đủ tên, không còn đủ vui vẻ, không còn đủ nhanh nhạy để mà sử dụng những công cụ hiện đại như Twitter, như Facebook, như Yahoo, tất cả mọi công cụ. Mà bây giờ đó là những phương tiện tối ưu cho cuộc sống. Thì câu chuyện nằm ở chỗ là những cái công cụ truyền thông cũ, những nhà báo cũ, những ekip cũ, những người mà thân thương ân tín yêu Nguyễn Thành Luân thì họ không có công cụ, không có phương tiện để mà truyền tải được cái tình cảm, cái hạnh phúc, cái yêu thương, cái hành động của mình đến với lại mọi người. Nhưng mà ngược lại, cái giới trẻ bây giờ họ có rất là nhiều phương tiện để họ bày tỏ cái thái độ của họ. Và đặc biệt là Facebook thì có những người hâm mộ, nhân dân hâm mộ, những người nhân dân fan, những người nhân dân thế này thế kia, họ đưa lên những cái lập luận của họ, mặc dù họ chưa coi, họ chưa biết, họ có đây khi họ thể là không cần xem Nguyễn Nhân Tính là ai, Nguyễn Thành Luân là ai, và họ có quyền phán theo cách của họ, mặc dù cái suy nghĩ của họ có thể là đúng, mượn danh một cái nào đó. Thì do đó thì truyền thông trong nước, những tờ báo thì họ bị ảnh hưởng bởi truyền thông mạng xã hội, và từ đó câu chuyện đã lan tỏa đi. Và đặc biệt bây giờ là mỗi mạng xã hội là một kênh báo chí, và mỗi người tham gia mạng xã hội là một kênh báo chí riêng, họ quyền tự do ngôn luận, họ phát ngôn rất là nhiều. Có những người họ đưa video clip, họ đưa cái tất cả những thông tin, những cái bài viết bình luận họ lên theo một cách riêng của họ mà không bị cơ quan nào kiểm soát, từ đó nó tạo một cái luồng thông tin rất là hỗn loạn và ồn ào, và đôi khi nó là bùng nổ và khó kiểm soát. Và đó là lý do tại sao Nguyễn Nhân Tính và Nguyễn Thành Luân đã bị tai tiếng rất vụ rất là nhiều. Nhưng rõ ràng câu chuyện nằm ở chỗ là chúng ta thấy rằng là nếu trong tương lai chúng ta không hòa nhập, chúng ta không tiếp cận, chúng ta không sống cùng với thời đại, không cùng với công cụ, không cùng với những phương tiện hiện đại mới, chúng ta bị tụt hậu. Cho dù tôi là ai, chúng ta thành công như thế nào thì phía trước không nói nên điều gì cả. Anh Vũng vừa mới nhắc tới là liên quan tới cái vấn đề mạng xã hội, đặc cụ thể ở đây là cái mạng xã hội Facebook. Thì câu chuyện nó lan man trên bàn cà phê, vì chúng tôi đang ngồi ở trong quán cà phê, một cái quán cà phê rất đẹp, quán cà phê Trung Nguyên ở trên đường Ngô Đức Kế và đường Đồng Khởi. Thì câu chuyện lan man, chúng tôi có nói chuyện tới liên quan tới một chi tiết trong một cái bài báo của số báo gọi là Coffee Magazine vào số tháng 3 năm 2014, là cái số cũng tương đối mới, với hình bìa ông chủ nhân rất tây. Trong cái số báo này có một bài phỏng vấn vị tổng giám đốc Đặng Lê Nguyên Vũ, trong đó có một chi tiết liên quan tới cái vấn đề Facebook anh ạ. Là có một câu hỏi của người phóng viên hỏi rằng là một người như thế nào thì bị anh coi là khùng. Câu trả lời của vị tổng giám đốc này là ngồi trước mặt nhau, còn chụp ảnh nhau rồi post nhau xem. Đọc cái câu này, nếu mà người nào thường hay theo dõi trên Facebook của anh Hùng Cửu Long thì thấy mang máng đâu đó một cái hình ảnh quen thuộc. Không biết anh Hùng Cửu Long khi đọc tới cái đoạn này thì anh có cảm thấy nhột nhạt, cái câu giống như là ai đó nói tới mình và có nhảy mũi như thế nào hay không thưa anh? Thực sự ra là hôm nay là một buổi rất là thú vị và đặc biệt là rất là vui. Ngày đầu tiên phố Bosa TV quay trở về từ một nước xa xôi, và về đây chúng tôi hẹn gặp nhau ở đây cà phê. Thật sự ra khi mà gặp nhau buổi sáng, say hello nhau, đưa cho anh xem cái tờ báo, và anh không ngờ anh phát hiện là một cái chi tiết rất là thú vị. Và tôi cũng bất ngờ khi mà anh đưa cho tôi một cái đoạn trích như vậy. Thì rõ ràng là bây giờ tôi ngồi này, khi anh đọc, nghe anh hỏi thì tôi trong đầu tôi cứ cười lên, bùng phát lên cười một cách rất là thoải mái. Và đặc biệt là giống như trong Facebook ta thường cười kha 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 I love you. Đó là câu chuyện để mà diễn tả hết được cái khoảnh khắc, một cái điều thú vị của mọi người. Dĩ nhiên mỗi người một quan điểm khác nhau, ta nói là tự do ngôn luận là như vậy. Chúng ta có thể nói, chúng ta có thể suy nghĩ theo cách của mình, và tùy theo từng người thẩm định và nhận định khác nhau, không có tội lỗi gì cả. Thì câu chuyện một doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ, anh nói là những người khùng là những người chụp hình, like, share, comment, và đại khái là cái từ chém gió là cái từ hiện tại Facebook đang rất là nổi. Và đó có thể là kêu là tự sướng, là những cái từ mà rất nổi đình nổi đám nhất ở trong Việt Nam trong thời gian vừa qua. Khùng hay không thì tôi nghĩ rằng là cái khùng này để nói lên cái người sáng lập ra Facebook là cái điều quan trọng nhất. Thì tôi nói là một câu là khùng
kia khó kiếm, khôn này dễ mua. Chúng ta rất là khôn, chúng ta rất là thông minh, rất là ngoan, nhưng chúng ta không làm được gì hết. Chúng ta chỉ theo họ và chúng ta tự sướng theo cách của họ đã sắp đặt sẵn. Và điều đó là cái điều rất là tệ hại khi chúng ta luôn luôn nghĩ rằng mình thông minh hơn họ. Các bạn hãy nghĩ xem, các bạn hãy coi thôi xem, cuộc sống vốn đầy rẫy khó khăn, đầy rẫy mệt mỏi, đầy rẫy căng thẳng. Tại sao chúng ta không tự sướng với nhau, không vui vẻ với nhau, không like, không comment, không share với nhau? Bởi thế nối là gì? Kết nối, chia sẻ và yêu thương. Xin lỗi anh, tôi có thể thực hành bằng một cái hành động mà tôi chụp hình anh và tôi để tôi bút lên Facebook để cho bạn bè biết là tôi với anh đang ngồi với nhau, đang chia sẻ với nhau một cái khoảnh khắc rất là đẹp của Football Star TV. Các bạn biết sao không? Thực sự là tại sao tôi phải sử dụng Facebook? Thực sự là nếu nghĩ về đơn giản như bây giờ, chúng ta sống trong một thế độ, một đất nước, một xã hội đóng cửa trong một căn phòng, ta không cần sử dụng gì hết. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta đã sống trong xã hội, trong vũ trụ này, thì chúng ta cần phải có phương tiện. Facebook là phương tiện, mà trong đặc biệt trong kinh doanh, trong là một doanh gia, tôi nghĩ là phương tiện rất là quan trọng. Nếu hiện tại bây giờ chúng ta, tất cả thế giới này đều Bill Gates qua mạng, qua đời, chắc chắn cổ phiếu của Bill Gates sẽ sụp đổ. Và đặc biệt là Mark Zuckerberg cũng vậy. Rõ ràng ông chủ sinh ra Facebook, nếu mà ông thông tin mà không kiểm chứng được thì rõ ràng là ảnh hưởng về kinh tế có thể sụp đổ. Hoặc là nói về Tổng thống Mỹ bị ám sát, wow, có thể là nổi loạn, chiến tranh gây ra. Thì câu chuyện nằm ở chỗ là lấy gì để kiểm chứng. Facebook là một cái công cụ rất là hay, nói cho bạn biết bạn đang ở đâu, đang làm gì và với ai. Và rõ ràng một cái thông tin rất là chuẩn xác. Và rõ ràng các bạn theo dõi tình hình chính trị vừa rồi ở Ukraine, rõ ràng là tất cả những chính trị gia đều dùng Facebook là một kênh thông tin chính thức để phát ngôn, chứ không phải là báo chí. Vì báo chí họ không thể gặp được, thì họ đang rất là rối rem, không thể gặp được báo chí, không thể này. Thì kênh Facebook họ là những người truyền tải thông điệp đến cho mọi người dân tộc, mà mọi người quan tâm tới chương trình đó. Và tôi xin phép tôi bóp tấm hình này lên Facebook để cho bạn bè biết tôi và Mr. Lân Football Star TV đang ngồi chém gió tại đây. Nếu đọc rõ cái câu của người hỏi và người trả lời, ở đây doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ không nói tới vấn đề sử dụng Facebook là khùng, nhưng nói rằng là ngồi trước mặt nhau mà còn chụp hình post cho nhau xem. Nói một cách thật cụ thể, anh có đồng ý hay là không đồng ý với cái định nghĩa khùng đó của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ? Thực sự ra thì tôi không biết là anh Vũ anh chia sẻ quan điểm đó ở góc độ nào, nhưng mà tôi nghĩ ở góc độ của tôi nghĩ quan điểm anh Vũ là sai theo cách nhìn của tôi, góc nhìn của tôi. Sao là sao? Thì tôi ví như tôi với anh Lân vừa mới ngồi với nhau, như Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga đang ngồi bàn việc ký hiệp định với nhau để mà không ngừng chiến tranh hạt nhân. Thì nếu mà không có video quay lại, không có hình chụp lại để tuyên truyền cho mọi người trên thế giới biết là chúng tôi đang họp để ký những điều quan trọng, thì tất cả thế giới này sẽ loạn. Thì câu chuyện là Facebook là một dạng như vậy. Facebook là một tờ báo, là hình ảnh đó, thì chúng ta đang kết hợp lại giữa chúng ta ngồi với nhau, chúng ta nói chuyện này chuyện kia để mà chúng ta chứng minh cho những người theo dõi chúng ta, những người quan tâm chúng ta, những người biết họ yên tâm là chúng ta đang làm gì, với ai, như thế nào, ra làm sao. Thì tôi nghĩ là thông tin rất là quan trọng. Thì cái điều đó chúng ta không nghĩ là khùng. Tại vì nếu khùng thì tất cả các hãng truyền thông lớn thế giới đều bị sụp đổ rồi. Và rõ ràng trái đất này, hành tinh này sẽ không tồn tại nếu không có truyền thông. Rõ ràng chúng ta không ngồi đây, nhưng mà chúng ta không thể biết được ở trên mặt trăng đang làm gì. Nhưng mà mặt trăng đang có thông tin truyền về NASA cho Nga, cho Mỹ, để họ biết trên đó như thế nào, họ nghiên cứu. Thì có thông tin, có hình ảnh truyền về. Thì ngược lại chúng ta đang ngồi đây, chúng ta truyền thông tin lên cho bạn đọc của Football Star TV hiểu và biết tình hình như thế nào, chúng ta đang nói gì. Tôi nghĩ là đó là điều bình thường, hết sức bình thường, không như là khùng cả. Chẳng qua là mọi người có một cái quan điểm khác nhau. Đó là điều tự nhiên, đó là tự nhiên của truyền thông. Like, comment, share, đó là thể hiện cảm xúc của truyền thông. Khùng hay là không khùng thì có lẽ là mỗi người sẽ có một cái nhận định rất khác nhau về liên quan tới việc đó. Tuy nhiên ngồi trong quán cà phê Trung Nguyên mà nói một cái câu chuyện liên quan tới vị tổng giám đốc của quán cà phê Trung Nguyên, đó cũng là một điều thú vị. Cảm ơn anh Hùng rất nhiều đã có buổi nói chuyện ngắn với Football Star TV. Xin nói thêm một câu nữa đối với lại quý vị khán giả xem đài Football Star TV. Rõ ràng câu chuyện tôi muốn đi Trường Sa, Hoàng Sa, tôi muốn chia sẻ về câu chuyện Nguyễn Chánh Tín, tôi muốn chia sẻ về Đặng Lê Nguyên Vũ, tôi muốn chia sẻ về Facebook, tôi muốn chia sẻ về miệng chuyện xã hội, chính trị, thì nó đều là một câu chuyện là truyền thông. Rõ ràng bây giờ truyền thông đã thay đổi, các bạn phải nên nhớ chúng ta phải thay đổi để bắt kịp với thời đại. Rõ ràng nếu chúng ta không thay đổi, chúng ta không bắt kịp, chúng ta sẽ tụt hậu lại và chúng ta sẽ thất bại. Cho dù bạn là ai, bạn như thế nào,